Mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Khoảng hai. Không cần đâu, nếu mà anh thích thì em có thể chọn ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Mời nhà trai. Xin mời anh ngồi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984. Và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Có hút. Biết nhậu, nhút nhạt, rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày kiểu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi, mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phần, mình rạp cả phần lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Chào nhà gái. Dạ, em chào. Gái. Hay bà chủ nhà trọ? Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích á thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào mà. Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp. Và người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh ấy. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay? Dạ, chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè, theo anh? Giờ chưa thấy cái nết, chào, chưa biết. Chào, chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta nhân style, một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè,
Em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ. Và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả, chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Đỡ mất thời gian. Đúng rồi, dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nó mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ em xin cảm ơn ạ. Okay. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em gái và em của em. Dạ chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Xin cảm ơn tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cũng giống màu hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về chỗ ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, được quan tâm, được chăm sóc, là chủ giữa tinh thần của anh những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi nữa rồi. Rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng nhiều. Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều, thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. Dạ, là gốc đấy đó. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt? Như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á, sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì bao lâu anh thì anh càng nhanh càng tốt. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi, thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn. Rồi em thì có sở thích là đam mê xe, thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính nghề chưa? Anh có suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật.
ví dụ như anh thấy cái nhuộm tóc này cũng vậy này, rồi sắm môi hay là kẻ mày gì cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Hồi nãy thôi, còn hồi nãy thôi, giờ mở rào là ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Cao hơn anh? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Nhưng anh thấy khoảng 3 người rồi. Hai gái một cái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà tàn gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? À, em thì thích con trai thôi. Dạ vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Mấy năm gần đây em có tích góp được một cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi. Từ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh quanh nhà bè mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À, dạ. Đâu cần đâu. Nếu mà anh thích thì em có thể chọn ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi. Chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Ừ, đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên. Còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Em run quá tay run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Câu em đọc, đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đâu biết. Anh đâu biết, anh đâu biết. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh. Mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm. Mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. 1 2 Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Ừ. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi. Anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh chúc phép, anh chúc phép. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hết hơi luôn. Diu Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Cái người mình đang cần thì là chưa từng nhân giảm mối tình nào. Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Yêu cầu một cô gái trong trắng, trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Wow. Lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà, em thường hay đi đây đi đó,
Cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau, đó mới là sự quan trọng. Mời nhà trai. Nào, đây, chào anh. Xin mời nhà gái. Rồi, chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Xin mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Dũng. Tên ở bên nước ngoài là John Thanh Nguyễn. À, John Thanh Nguyễn. Đúng rồi. Anh nước ngoài ở đâu anh? Ở bên Mỹ. Mỹ tiểu bang nào? Hiện tại ở Atlanta, Georgia. Công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Rồi, về nước lâu chưa anh? 12 năm rồi. À, vậy là đâu có qua Mỹ nữa hả? Có chứ, cũng đi thường xuyên chứ. Nói chung ra là một vài năm gì mình đi là mình cứ đi. Nhưng mà về đây giờ mình ở đâu? Hộ khẩu thì ở ngoài Đà Nẵng á, nhưng mà nhà thì ở Sài Gòn, ở trong chợ Đồng Hóc Môn á. Ở với ai? Một mình. Đó, lý lịch trích ngang nhà trai tôi vậy đó, nhà gái nghe chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ xin mời nhà trai nghe lý lịch của nhà gái. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Dung xin phép gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Chào hai MC, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Chào em. Và chào bạn nam nhà bên cạnh. Em tên họ đầy đủ của em là Chim Trần Hoàng Dung và em cầm tên Quý Hợi. Em thuộc cung Song Tử, mệnh Đại Hải Thủy. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Công việc của em là trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay em đã làm được khoảng 8 năm ạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là sống thiên về tình cảm ạ. Có tính độc lập, tự lập từ nhỏ. Coi như là mọi việc em đều quyết định. Và em làm tự chủ mọi thứ, từ công việc, từ việc gia đình, mọi thứ đều tự lập hết á. Ngoài ra em cũng là một người phụ nữ khá là năng động và hiện đại, có suy nghĩ thoáng trong mọi việc. Và em vừa có thể chăm sóc gia đình và vừa cũng có thể ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền. Còn anh trai anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh? Điểm mạnh của mình à? Mình thì kinh doanh từ xưa giờ. Kiếm tiền thì anh kinh doanh về gì? Nhại lắm. Ngày ở bên Mỹ thì nói chung là mình kinh doanh đủ thứ hết. Nói chung là môn nào mình kinh doanh cũng được. Nói chung là nếu mà đưa kinh doanh vô trước mắt mình thì mình giải quyết được. Còn về Việt Nam anh kinh doanh gì? Mình đang kinh doanh gì? Bất động sản. À, bất động sản hả? Anh có muốn kinh doanh mỹ phẩm không? Tới bây giờ thời điểm này thì mình không muốn kinh doanh nữa. À vậy hả? Coi như là nó đã mệt rồi. Chỉ có muốn là có một gia đình người rồi. Nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa, lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh rồi, anh có vui không? Mình vui chứ. Đó, đã cần mà đó. Không vui mình vui trước nha. Dạ. Bây giờ mình nói cái tiêu chí về tìm người yêu thế nào ha anh nha anh. Cái người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân á. Nghiêm túc rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Ý là chưa yêu ai luôn hả anh? Có thể yêu bình thường mà. Đúng không? Nhưng quan trọng nhất là phải nghiêm túc. Vậy là sao chưa hiểu lắm là nha. Sao? Khoan khoan khoan, để đi qua. Em chào anh. Chào bạn. Chưa yêu ai thì mới chưa gian dở. Thì chưa yêu ai. Vậy là anh yêu ai chưa? Có rồi. Anh mấy mối tình rồi? 2. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi. Ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? 2 lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? 2 đứa. Ở với mẹ bên Mỹ đó. Mà giờ anh muốn có gì, người chưa bao giờ về có người yêu hả? Nói chung là chuyện ly dị là không ai mong muốn. Nhưng mà đời mà, đúng không? Nhiều khi nó lại như vậy thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số 1. Số 1? Đúng rồi. Và người đó cũng coi mình là một người nói chung là an toàn trong cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà ta đến với mình ta vẫn coi mình số 1 thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ người ta có gia đình rồi, ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi, được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là bằng mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng. Trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi, hả? Sao? Sao em? Sao em? Còn không? Còn không? Hết rồi. Hôm nay anh đi với ai? Đi với 2 đứa em. À. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Hoàng Ngọc, là nhân viên của anh Dũng hồi xưa. Anh Dũng thì tính tình ảnh là rất là thật thà, thẳng thắn, vui vẻ và cũng rất là hòa đồng và hay hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Còn lĩnh vực mà ảnh kinh doanh á, thì hiện tại ảnh kinh doanh bên bất động sản, nhà nghỉ và vừa đầu mối trái cây á, là anh cũng có máy sạp ngoài đó. À vậy đó hả? Thấy nhà gái sao? Thấy nhà gái sao? Còn em nhìn thằng Z thì chị gái cũng rất là dễ thương.
thì mong là anh chị cho nha cơ hội tìm hiểu nha. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho anh mình không? Cứ bên đây là anh ở không mười mấy năm rồi hả, phải không anh Dũng? Cũng có quen đó chứ, tính mình thì rất thẳng rất thật, con có gì nói thiệt cho mình biết. Mà mình đã phát hiện rồi là tật xấu mình đó là coi như là giận dai lắm. Em gái đi dai không? Em có đi dai? Em đi cùng với lại người thân của em, à, em trai với lại em dâu à, với rồi, lại bạn gái của em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, cũng như xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thời gian còn trẻ, chị cũng lo cái việc học, rồi cũng có thời gian đi học ở nước ở ngoài mấy năm, và cũng lo về công việc, nên thành ra cũng không có nhiều thời gian cho công việc tìm hiểu về cái chuyện tình cảm. Thì cũng hy vọng là cái dịp này thì không biết cái cho cái tiêu chí của anh Dũng đây thì cũng hơi đặc biệt. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề cá nhân của mỗi người, thì thành ra là vạn sự tùy duyên, thì cái đó thì cũng tùy theo cái duyên số của mọi người thôi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Trời ơi, nhà gái dễ thương lắm á, rất là xinh luôn á. Trời ơi trời. Thôi giờ mở rào đi. Cầm bông quá, cầm bông quá. Đó. À, lên chương trình không có gì tặng em. Anh có một vườn hoa rất là nhiều, nhiều hoa lắm. Nhưng mà tính anh thì anh chỉ chọn một bông thôi, anh không chọn nhiều. Dạ. Và nếu người anh chọn là cũng là một người thôi. Em hiểu ý. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Thì nãy giờ sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng có một món quà ha, nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Đó, quyển sách này đó là Tìm Bình Yên Trong Gia Đình. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái đúng đối tượng mà anh mong muốn. Anh cảm ơn em. À, em tên Dung hả? Dạ, em tên là Hoàng Dung. Dung với Dũng thì chắc cũng thêm dấu ngã thôi đúng không? Nói chung ra anh thì chắc lẽ nãy em cũng nghe anh chia sẻ nhiều rồi. Nói chung là ngày xưa anh rất là đơn giản. Dạ. Nhưng mà do vấn đề cuộc sống đó, nó đẩy đưa phải không? Nó làm cho con người của mình mất tự tin nhiều, rồi bị ám ảnh nhiều quá. Anh đã về Việt Nam là 12 năm rồi, mà để kiếm một người vậy đó, thì anh thật sự là 12 năm vừa rồi là nói chung ra trái tim của anh nó chưa có ổn định, rồi cứ lo công việc á, đam mê cho công việc, cũng chưa xác định được gì, chưa xác định được là nó như thế nào. Đó là nhiều khi bây giờ anh có muốn từ chối hay là em có muốn từ chối anh á, cũng chưa chắc là được. Nhiều khi duyên nợ trời định rồi, trời em khỏi đâu. Em còn hỏi anh không? Tiêu chí chọn bạn gái của anh thì nãy giờ em cũng có nghe rồi, thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe được cái tiêu chí đó từ một phía là người ta đã đổ vỡ trong hôn nhân. Thì em cũng biết là anh sợ cái này sợ cái kia, mỗi người sẽ có một cái duyên nợ khác nhau. Đối với em á, ngày xưa á, lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Mình cũng là thuộc dạng người là bảo thủ đó, nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà em thường hay đi đây đi đó, cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau thôi, nhưng mà đối với em là người con gái cực kỳ bảo thủ luôn. Cho đến nay em hiện đã có 3 mối tình, nhưng mà hầu như những mối tình nào của em đều là cách nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Một cô là hướng dẫn viên, cô đi nhiều nơi, cô gặp rỡ rất là nhiều người, tại sao cô lại không tìm được người kết bạn đi kết hôn? Thì thật sự luôn là tính của mình là mình vẫn còn thích vui chơi á, lúc đó mình vẫn còn nghĩ là thời gian nó còn trẻ mà, hãy làm những cái ước mơ của mình trước đi, đạt được ước mơ của mình rồi lập gia đình tính sau. Cho nên là em không có quan trọng hóa vấn đề đó. Em luôn cởi mở với mọi người, vui vẻ với khách trên tour. Em cảm thấy là mỗi lần trên chuyến tour thì mình sẽ có nhiều kỷ niệm hơn, và mình cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ, nó sôi động hơn. Đến hiện nay là em vẫn chưa kết hôn là như vậy. Còn với những mối tình đã qua, em cũng là người bị tổn thương rất là nhiều, và có những nỗi đau á, có thể bạn bè và gia đình cũng không ai biết đâu, chỉ có mỗi mình gói ghém cho bản thân mình biết thôi. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói gì chia tay hết, mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã muốn trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Với anh em coi như là bạn. Dạ. Còn những đề cái nhu cầu của anh đang cần, nói chung ra hiện giờ anh đã có vợ và đã có con, và cũng đã ly dị rồi, và cũng cho hết tài sản cho con cái bên Mỹ rồi. Hiện tại nhà ở bên Mỹ cũng có, nhà ở Đà Nẵng cũng có, đất nông cũng có. Vấn đề tài chính và vấn đề kinh tế mình là suốt cả cuộc đời mình và luôn cả cuộc đời con mình không cần lo vấn đề nữa. Cho nên cái mình cần ở đây là mình đã bị ám ảnh vấn đề tình cảm nó nhiều quá rồi. Cho nên là cái tiêu chí mình cần là một người, nếu mà mình coi người đó là vợ của mình và cưới hỏi, muốn ở Việt Nam cũng được, muốn qua Mỹ cũng được, ở đâu cũng được, đối với mình không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó
chưa từng quan hệ để mình cảm thấy được yên tâm trong cuộc sống của mình. Thôi thì tiếp tục chúng tôi xem ở trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình. Chứ bây giờ thật ra khó lắm. Vậy đi ha. Theo như Dũng thì chúng ta là bạn với nhau đi. Rồi. Rồi, hai người có thể bắt tay nhau. Ok, em nhé. Mời nhà trai. Chào em trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Thông qua cái hàng rào tình yêu này, các bạn sẽ cảm nhận về nhau trước rồi chút xíu mình gặp nhau. Mời nhà trai. Chào bạn kia, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, các bạn khán giả. Thì em tên Đinh Văn Hoàng ạ. Em 34 tuổi, em quê Thái Nguyên và em đang làm dược sĩ tại công ty cổ phần dược phẩm 3 tháng 2. Thì hôm nay rất vui được gặp bạn gái bên kia cùng mọi người. À, Hoàng làm dược sĩ. Dạ. Quê là ở đâu? Em quê Thái Nguyên ạ. Thái Nguyên. Dạ. Gan dạ. Thép Thái Nguyên đúng không em? Dạ vâng. À, chè Thái đó ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái. Dạ, em xin chào chương trình. Xin chào mọi người. Em tên là Nguyễn Phạm Thanh Lan. Em năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng ở làm công ty ở Long Thành, ở Nhân Trạch, Đồng Nai. À, ở Đồng Nai, còn bạn Hoàng ở Vũng Tàu. Quận 2 hả? Dạ. Nhưng mà em đang làm dược sĩ ở đâu? Em đang làm ở Cát Lái ạ. Cát Lái? Dạ. À, Cát Lái là đồng Nhân Trạch đó đúng không? Dạ, dạ. Là một đi qua Phà dạ. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Vậy thì bạn Lan cũng rất là gần luôn á. Dạ. Em là mình làm ở Nhân Trạch là nhưng mà mình ở đâu? Dạ, em ở Long Thành, Đồng Nai. À, mình ở Long đó Thành. Luôn và mình làm ở đó luôn. Dạ. Trời ơi, vậy là hai bạn gần nhau quá. Lại là cùng chung huyện Long Thành luôn đó. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nói về ưu điểm, khuyết điểm đi nè. Dạ em chứ. Ừ, em nói trước đi. Dạ em thì điểm yếu của em là hơi nóng tính, rất là dễ mau nước mắt. Dạ, dạ điểm mạnh thì... Quên rồi, mạnh nhiều quá quên rồi hả? Điểm mạnh là mau nước mắt luôn đó em. Bởi vì khi mà mau nước mắt á là đàn ông họ gọi là cũng yếu mềm lắm. Vũ khí của người phụ nữ đó là nước mắt đó mọi người. Vũ khí của người phụ nữ là nước mắt đó. Rồi mời nhà trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không uống bia, không hút thuốc ạ. Ừ. Thì với lại còn điểm yếu thì cũng do nó cũng hơi lành tính quá. Lành tính? Dạ, với có những một số gọi là mình không được dứt khoát kiểu đấy ạ. Ừ. Tính nó hơi bị lưỡng lự một chút. Nhưng mà dược sĩ tức là người bào chế thuốc. Dạ vâng ạ. Thì phải gọi là rất là kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ đúng không? Dạ vâng ạ. Mới chứ không là nếu mà hay quên không dứt khoát là không được á. Dạ vâng. À. Rồi đường tình duyên của em sao, Hoàng? Dạ thì đường tình của em thì em có 3 mối tình nhưng mà nó cũng thường hay cũng kết thúc nhanh chóng ạ. Dạ. Mối tình đầu là bao lâu? Mối tình đầu trong tầm độ có nửa năm thôi. Nửa năm, mối tình thứ hai? Thì trong cũng tầm 3-4 tháng ạ. Mối tình thứ ba? Cũng khoảng 3-4 tháng ạ. Trời, 3-4 tháng không hả? Dạ. Sao chớp nhoáng quá vậy em? Dạ, thì cái mối tình gần đây nhất thì do cái đợt dịch vừa rồi ấy anh. Ừ. Thì do cũng em thì làm ba tại chỗ thì cũng không có điều kiện để như kiểu mình quan tâm hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Nói chung cái con corona này nó chia rẽ cái tình yêu của đôi lứa nhiều lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi sau ba mối tình đó, bên nhà gái sao nè? Bên nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, mối tình thì em những năm học cấp 3 thì em từng có. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách đây là 1 năm. Em quen cũng được 2 năm ạ. Ồ, dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, cũng không hợp tính cách với lại... cũng nhiều vấn đề liên quan. Ừ. Cho nên là cũng không hợp. À. Không hợp nhiều vấn đề. Nói chung là bên đây là cũng do là không có hợp nhau. À. Một vài cái vấn đề ở chung á, quên lộn, quen nhau 2 năm rồi mới phát hiện ra là nhiều vấn đề không hợp nhau. Chứ chưa có ở chung chào nha. Em lộn, ta lộn. Ừ. Người ta nói lại rồi. Còn bên đây là ba mối tình này chắc cũng nhiều vấn đề lắm mới chia tay nè. Chào em.
Bây giờ nè, mình trải qua 3 mối tình rồi, vậy thì bây giờ mình chuẩn bị mình có thêm một cái mối tình mới nữa, thì cái tiêu chí để mình có bạn gái là gì nè? Dạ, thì em muốn bạn gái như kiểu cũng dễ thương ạ. Bên đây dễ thương lắm à. Với hay cười. Bên đây hay cười mà hay khóc nữa em. À dạ. Hồi nãy nói vậy đó. À, vừa khóc vừa cười đó. Thôi nói tới đó được, đừng nói nữa. Rồi sao nữa, gì nữa? Tính thì, tình như thế nào? Tính tình thì em cũng kiểu em muốn bạn gái là người kiểu cũng không như em sợ con gái hơi dữ. Sợ con gái hung dữ hả? Dạ. Cô kia cũng khóc không à, cũng khóc bích ướt à, không có làm không? Ừ, không có lo. Ừ. Dạ. Thì em nói chung em cũng về tính cách thì em cũng chỉ cần kiểu cũng không hung dữ, vui vẻ bây giờ. Thật ra cũng không ai thích người hung dữ đâu. Nhưng mà chị nghĩ là mình nên có một cái người mà mạnh mẽ chút xíu, chứ nếu mà hiền quá không. Mạnh mẽ khác hung dữ khác nha. Thì ý nói là nên mạnh mẽ chút xíu, chứ mà hiền quá mạnh thì mạnh mẽ quá thành hung dữ đó. Mà thật ra đàn ông cũng sợ phụ nữ hung dữ lắm. Đúng rồi. Rồi ông làm gì ông nhìn xoáy vô tôi. Tại tôi thấy mắt bà mối cũng hơi hung dữ. Tôi đó. Dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi là người tôi là hung dữ lắm. Đó, tôi nổi tiếng là hung dữ rồi. Người con gái ấy rất là mạnh mẽ. Đôi khi quá mạnh mẽ trở thành hung dữ luôn á, la tôi hoài luôn á. Rồi nói chung là những cái tiêu chí của em đưa ra thì chị thấy nhà gái bên chị là có thể là đạt được hết luôn á, tại vì bên đây được rất không? Là hiền lành, được dễ thương lắm, thùy mị đoan trang, nết na hay khóc. Để tôi qua tôi coi thế nào là được nha. Trời ơi, mời ông à. Rồi bây giờ em mong muốn gọi là người yêu của em lý tưởng như thế nào, mẫu hình á, cao không? Chiều cao thì tầm độ hơn mấy năm năm. Hơn mấy năm năm có mẫu hình nào giống ai không? Em thích Jennie Blackpink. Jennie hả? Jennie. Jennie hả? Jennie hay là Jennie? Jennie là ai? Đẹp lắm, cổ đẹp lắm, cổ đẹp như tôi vậy đó. Phải không? Cũng hơi giống. Không Ngọc. Cũng hơi giống. Hơi giống hả? Không, Ngọc Lan cũng đẹp mà. Đẹp, bà mối đẹp. Dễ thương, cười rất tươi. Cảm ơn. Hơi hung dữ chút thôi. Không, là tại vì cái bản năng sống nó lớn quá. Lớn quá, cá tính mạnh mẽ quá. Nói chung cũng dễ thương, rất tươi, hấp dẫn nữa. Bước qua đây tôi coi mặt nhà gái cái coi. Thì ông qua đi, tự nhiên ông hung dữ với tôi vậy. À, chào em gái. Dạ, chào chú. À, mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào nè em gái? Hơn luôn. Gì nữa? Ngoại hình ưa nhìn. Nhìn cái ưa liền. Ưa nhìn luôn. Nhìn hoài không chán luôn. Dạ, biết quan tâm, yêu thương em. Dạ. Cái có này biết, chưa biết ạ. Có biết quan tâm người khác không cưng? Dạ, thì cũng quan tâm nhưng mà mình cũng phải học thêm cách để quan tâm thêm ạ. Đó, trả lời câu này tôi chịu nè. Chứ mấy ông là ông nói quan tâm lúc đầu thì nói quan tâm đúng lắm. Rồi. Nhưng mà khi yêu được rồi, sở hữu được rồi á, là coi như vô tâm. Hay vậy lắm nha. Thành ra những người đàn ông ơi, hãy nhớ mình quan tâm phụ nữ 24/24 luôn nha. Được chưa? Dạ. Mẫu hình lý tưởng là cao ráo hơn 1m7 rồi ha. Dạ. Được ha. Dạ. Em không thích đàn ông ở chỗ nào? À, không thích bạn nó là hút thuốc hay là nhậu nhẹt hay là đôi khi cũng hay không thích bạn đó là hay bài bạc. Ai thích bài bạc? Dạ. Không ai thích bài bạc hết trơn á. Dạ. Ha. Uống rượu chút được, hút thuốc chút được, nhưng không ai có thể thích bài bạc được hết. Dạ. Mà hỏi coi có cờ hồi bạc nãy nói, chè gì không? Hồi nãy nói rồi, không có nhậu nhẹt gì á. Cờ bạc có không? Có cờ bạc không? Không. Tết có đánh tiếng lên gì không? Chị dách gì không? Không. Thiệt không? Tết hôm nay em ở đây một mình. Có làm cái không? Không. Cái đó không phải hỏi tôi. Tôi đánh từ... Có làm cái phải không? Tôi đánh từ 28 tới, tôi đánh tới bữa nay luôn. Quá trời của đất bà mối này. Làm cái đúng không? Tôi có làm cái, làm con thì tôi cũng thua chứ. Trời ơi, tội nghiệp không? Thôi được rồi, bỏ đi nha, hết Tết rồi nha. Chơi vui vui, chơi quẹt lò nghẹ, uống nước là thôi nha. Trời ơi trời, cho bể bụng hay gì? Đánh mà đánh dở cho tôi, mà bà uống nước chứ tôi bể bụng. Được, nhà gái tôi thấy dễ thương. Đúng rồi. Ngon lành, ha. Tóm lại là nhà trai tôi chịu nhà gái lắm luôn rồi đó. Mà nhà trai tôi cũng phong trần, cũng đẹp trai, nói cao ráo. Được, không? Tóc hơi, máu hơi xấu chút xíu thôi. Máu xấu là tóc hơi bạc chút xíu thôi.
nhưng mà bạc nó gọi máu là xấu, máu xấu mà tính có xấu không? Không, máu xấu khác tính xấu khác à. Có những người máu không xấu mà tính xấu. Ha, thì được ha. Được. Rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em trai đi với ai cưng? Dạ thì hôm nay em đi mình. Rồi có anh Quyền Linh. Đó, có ông mối lo, ông mai lo. Rồi. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em trai. À, em ruột á hả? Dạ em ruột. Rồi. Rồi, xin chào em trai. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong phim trường. Em là em trai của chị Lan. Thì em thấy thì anh trai này rất là khá là điển trai đó, mà hiền lành dễ thương nữa. Nhưng mà sao không biết sau này có dễ thương được sau này hay không thôi. Dạ, về cái phần mà về hôn dữ thì anh đừng có quan tâm về vấn đề đó. Tại vì chị em chỉ hôn dữ với mấy đứa em ở trong nhà thôi. Tính tình chị em rất là hiền lành và đặc biệt là quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình, từ những công việc nhỏ nhặt cho đến những công việc khác. Thì anh không phải quan tâm về vấn đề gia đình đâu. Thì anh có thể hình dung ra được cái vấn đề là nữ công gia chánh như thế nào, là chị em là con người như thế. Dạ em xin hết. Hay quá, cảm ơn em trai. Không, mà thật đó nha, cái Lan á rất là dễ thương, hiền lành ha, nhu mì, mặt rất là phúc hậu. Mình nói Lan này nè, Lan này còn Lan kia cũng dễ thương. Nha, đều có hay ăn hiếp ông Mai thôi, không có gì hết trơn á. Đi về đi. Ha, thôi về đi ha. Ừ, đi về rồi mở rào cho mấy đứa nhỏ gặp nhau. Vậy đi nha. Ừ. Rồi, mở rào. Bắt đầu được đó Hoàng. Dược sĩ, nào chàng trai dược sĩ mạnh mẽ lên. Rồi. Tiến tới liền. Mở quà ra, đứng đó mở quà ra coi gì luôn. Đứng sát bên luôn. Hai người đứng kế gần đi. Đó. Tặng cái đồng hồ. Trời ngon. Đeo vô. Đeo thử coi. Để đứng đó bạn gái phụ đeo vô coi làm sao. Thấy chu đáo chưa? Bữa nào bà mối tặng ông Mai cái đồng hồ coi chơi cái coi. Anh cảm ơn em. Nào tặng tôi cái đồng hồ coi chơi một bữa. Mai mua cho cái đồng hồ pin á, bằng đồng hồ điện tử á. Quà của anh tặng em là một quyển chuyện cười tiếng Anh để em nghe tiếng Anh để em cười mỗi ngày. Thì với lại kèm thêm con gấu bông. Dạ, cảm ơn ạ. Ủa sao tại em tặng cuốn sách tiếng Anh là sao? Ừ. Để nghe tiếng Anh xong nghe. Cười mỗi ngày ạ. Nghe tiếng. Trời ơi, chơi chữ đó mọi người. Nghe không rõ, tưởng đâu là tiếng Anh không? Phải nhấn chữ Anh vô nha. Dạ. Rồi. Mấy bạn trẻ bây giờ hay lắm. Hay quá. Em gặp anh em có nhận xét gì không em? Anh thấy tính em có vẻ cũng hơi nhẹ nhàng. Dạ. Cũng hay cười dễ thương. Dạ. Anh bạn gái trong lý tưởng của anh á, thì em có đạt được cái phần nào không? Có, thì bởi vì anh cũng trong yêu cầu anh cũng ghi là bạn gái hay cười. Đấy. Dạ. Là thì anh thấy với lại dễ thương thì em đều đạt được. Dạ, tương lai ví dụ như sau này á, trong vấn đề gia đình á, thì anh có cân bằng được bên nội bên ngoại như thế nào? Anh thì như anh vừa cũng nói với anh Quế Linh là Tết năm nay anh vừa ăn Tết trong này này, đấy thành ra là anh thì là con thì cũng nói chung là sau này ấy, thì cũng thoải mái về cái bên nhà anh. Bởi vì là bên nhà anh thì anh cũng thoải mái. Dạ. Không phải là vấn đề gia trưởng hay này nọ. Nên thành ra chúng ta có thể lâu lâu thì khoảng độ 1-2 năm gì đấy thì mình mới cần phải về ngoài Bắc anh để như kiểu ra mắt ông bà bố mẹ. Dạ. Còn lại bình thường thì cũng không vấn đề gì cả. Dạ. Hiện tại anh đang sống tại thành phố không ạ? Ừ, anh sống ở ngay bên khu Cát Lái em. Còn em làm ở Long Thành thôi. Em làm
anh Nhân Trạch. Anh Nhân Trạch à? Dạ. À, thì anh cũng đi qua cái phà đến Nhân Trạch luôn rồi. Dạ. À, thì nhà em là ở bên khu Đồng Nai luôn đúng không? Ở dạ bên, đúng rồi. Thì mình có hay qua bên thành phố không? Dạ, khi nào có việc mình cần đi thì em mới lên thành phố thôi. Ví dụ như hiện tại công việc của em ở gần nhà, thì sau này ví dụ như sau này mình có lập gia đình thì anh có đồng ý là về chung gần nhà với em không? Ừ, thì anh cũng thoải mái bởi vì là anh thì anh vào đây thì cũng có gì thôi. Yeah. Nên thành ra là anh cũng không về cái gọi là cái ràng buộc về cái vị trí địa lý. Ý bạn gái họ có thể ở rể được không? Không thì anh cũng không sao cả, bởi vì trước anh cũng cái hồi mới vào ấy thì anh ở bên Tân Phú. Dạ. Yeah. Nhưng mà sau thì anh khi mà anh làm ở công ty này thì anh cũng chuyển luôn sang bên quận 2 luôn, chứ cũng không có gì phải vướng bận về cái mình chung nơi mình sống cả. Rồi hẹn hò sao, một tuần mấy lần mình bàn với bạn gái đi em? Thì công việc của em là mình làm giờ hành chính. Dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính. Thì anh cũng vậy, thì cuối tuần thì anh cũng rảnh. Thì mình có thể như kiểu hàng ngày thì mình vẫn nói chuyện, còn gặp gỡ thì có thể là một tuần mình gặp gỡ một hai lần. Được không? Dự định trong tương lai, thí dụ bây giờ mình kết hôn với nhau thì mình ở đâu, phải không? Rồi sinh con trai hay gái gì đó, thử hỏi những việc đó đi. Thì anh không quan trọng về con trai con gái, nên thành ra là sao cũng được. Còn về cái vấn đề mà nơi ở ấy, thì anh thấy em cũng về như kiểu mình vẫn hướng về như kiểu gia đình, mình muốn ở gần gia đình đúng không? Dạ đúng. Thì anh thì cũng có thể ở gần gia đình em. Dạ. Sao cả? Ở chung được không? Ở chung thì cũng được, nhưng mà gia đình em thì có khó. Đây hỏi đây nè, ở chung là có thằng em nhậu hoài suốt ngày cũng vui, cũng buồn kêu ra nhậu. Nhưng mà anh không biết nhậu. Được không? Lâu lâu buồn buồn chui ra nhậu được không? Đó. Bây giờ là ở nhà em có mấy người? Dạ, hiện tại gia đình có 4 chị em. 4 chị em. Dạ. Là mấy trai mấy gái? Dạ, 2 trai 2 gái. Đang ở chung luôn. Dạ, có em trai em lập gia đình rồi thì ở riêng. Dạ. Còn gì mà còn lại là đang ở chung hết. Dạ, ở chung với ba mẹ. Là còn nhà mấy gái mấy trai? Dạ, còn một gái một trai. Một gái một trai ở nhà. Dạ. Rồi chuẩn bị một cái đi lấy chồng nữa là em đúng không? Dạ. Đó, vậy không còn ai đâu. Dạ. Đó, vậy được không? Dạ. Bạn trai thì nhìn rất là phong trần bởi vì bạn đã có thời gian đi gọi là đi Nga đúng không? Dạ. Đi Nga làm gì Hoàng? Em hồi đấy em đi học. Đi học hả? Học mấy năm ở Nga? Em học 5 năm nhưng mà do cái đợt hồi đấy em cũng sức khỏe em yếu, hồi đấy em có 50 cân. Thành ra cũng không cũng hơi yếu, thành ra cũng phải về sớm. À, chứ Nga đẹp quá, mấy cô gái Nga đẹp quá, tưởng đâu lấy vợ Nga rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi qua Nga học rồi có cảm nắng cô nào bảo không? Dạ thì vẫn chưa kịp ạ. Chưa kịp chưa hả? Chưa kịp đúng không? Mùa đông Moscow đẹp lắm, cần có hơi ấm phụ nữ chắc cũng quen nhiều lắm đây. Rồi dự định tương lai là bây giờ mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Đồng Nai? Không, thì em thì nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ở Nhân Trạch thì qua thì cũng đâu có xa đâu anh. Đúng rồi. Dạ, nên thành ra là em thì cũng cứ làm việc của công ty, nên xong còn mình sau một cái thời gian thì mình có thể tính tới về cái tiếp theo kế hoạch sau này. Thật ra thì Nhân Trạch thì cũng gì chuẩn bị bắt cầu cát lái rồi. Đúng rồi, đi qua lại cũng khó lắm đâu. Mà Nhân Trạch giờ đất nó cũng lên dữ lắm rồi, chuẩn bị có sân bay nữa. Dạ. Thành ra lập nghiệp ở đâu cũng tốt cả. Đúng rồi. Vấn đề là hai đứa có cùng chung một cái quan điểm sống, cùng chung một cái cách để xây dựng tương lai hay không thôi. Dạ. Vậy thì em hãy nói cho bạn gái biết là cái quan điểm về hôn nhân gia đình của mình như thế nào. Thì nói với em gái nè. Thì trong hôn nhân thì em thì tiền thì sẽ do bạn gái giữ, bởi vì em là không phải là thuộc tiếp giữ được tiền đấy, thì thành ra là bộ xài dữ lắm hay sao mà giữ tiền không được? Không ạ, thì do là kiểu như là mình cứ thích cái gì đó thì mình mua, mình không nghĩ về toàn kế hoạch cái gì. Nên thành ra là cũng nên để bạn gái giữ. Nhớ đấy, nha, nói câu này nhớ quan nha. Điểm rõ ràng được. Bạn gái giữ thích không? Trời bà, dạ thích chứ. Ai cũng thích điều đó đúng không? Dạ. Về trong cái các công việc nhà ấy, thì
cần một điều là, tức là kiểu như cái tính của em thì thường là người ta bảo thì em mới làm, nên thành ra khi mà bạn nữ mà cần em, tức là kiểu cần em phụ giúp ấy, thì bạn nữ nói thì em sẵn sàng phụ giúp, do chứ tính em cũng không phải tính không phải chủ động kiếm việc. Nhưng mà yêu á là không phải bạn gái nói yêu mới yêu nha. Yêu là phải tự giác chủ động nha. Còn dù bạn gái sai gì thì nói nha, này mình quan điểm rất là rõ ràng. Đúng có rồi. Đôi khi bạn ấy quên nên mình chủ động mình nhắc. Dạ. Được không? Dạ được. Còn yêu là không có nhắc được nha. Nhưng mà nói gì nói chứ hai đứa mà về ở chung với nhau rồi á thì mình bị nhắc riết thì cũng quê chứ. Cho nên là cố gắng mà mình chủ động những cái việc đó, những cái lặt vặt thôi là mình chủ động được mà. Chị nghĩ cái này thay đổi được. Được không? Em nghĩ là cái này thay đổi được, không có gì khó. Cứ sáng nào mình cũng cầm cái chổi mình quét nhà, phụ vợ riết cũng thành thói quen, đừng để người ta nhắc. Anh quét nhà, anh rửa chén, anh nấu cơm, cái gì cũng nhắc hết trơn á. Riết phụ nữ cũng mệt. Quạo chứ, người ta còn nuôi con nữa, người ta quạo đó nha. Mấy cái lặt vặt đó là mình tự nhớ được. Thật ra cũng khó rồi mày, anh làm riết cũng quen, làm như nó giống như kiểu như quán tính vậy đó. Nó thành thói quen á. Giật mình dậy đi chợ. Giống như ở đồng hồ hẹn giờ. Đúng rồi, cái đi xong rồi cái đưa con đi học. Cái xong rồi chiều đón con, rồi cái quét nhà, cái tưới cây, rồi nói chung là nó thành quán tính đó. Mà làm nó giống như lao động khỏe lắm nha. Đúng rồi. Không phải mình làm đó, ngày xưa người ta nói là đàn ông vô bếp là nó xấu hổ hay là dưới cơ đàn bà, không có đâu. Mình nấu riết mình quen á, mình không nấu mình chịu không nổi. Thành ra cuối cùng nó thành bản năng của mình luôn. Biết rằng đôi khi nấu không ngon, quét không sạch, nhưng mà nó cuối cùng nó là bản năng, từ từ nó quen. Đừng có nghĩ gì hết nha. Mình làm cho mình chứ cho ai đâu, phải làm cho vợ đâu. Chuyện chung mà nhà là nhà của chung, đúng không? Rồi bây giờ hai đứa là nói với nhau quen nhau bao lâu thì nhà gái cho nhà trai tiến tới? Khoảng bao lâu, có dự tính chưa? Dạ, hôm nay em cũng 30 rồi. Thì chắc cũng 1-2 năm gì nữa. Dạ. Em thì trong cũng khoảng 1 năm. Một năm thôi. Rồi, năm nó vừa đó. Dạ. Ha. Rồi, năm thời gian vừa. Hai bạn này là khớp với nhau rồi. Khớp ha? Dạ. Được không? Dạ. Thấy anh sao? Bây giờ chắc phải cần có chất xúc tác á. Ừ, chứ giờ hỏi không biết đường trả lời đâu. Nắm tay bạn gái. Đó, nắm tay coi cái nắm, lúc rồi. Nắm tay nhau vô nó như thế nào, nó con tim mình có rung động không? Em cảm xúc với bạn đối diện như thế nào, nói cho bạn biết đi. Thì em nói nãy giờ anh đúng. Trời thì, ơi. Thì bây giờ thì bây giờ thì anh gì đó nói với bạn gái đi. Em thì bây giờ anh tức là ở nhà anh cũng chuẩn bị một bài hát đấy. Thì anh cũng chế từ lại, thành ra là anh hát thì có gì mà nó không được hay thì em chấp nhận. Nhìn em yêu em hơn và thương em mãi, vì thế chương trình hôm nay mong em bấm cùng với em nhé. Rồi từ đây tình ta đẹp đến mai sau, vun đắp tương lai rạng ngời, chung sống muôn vàn niềm vui. Thì đấy là cái lời kết luận của anh. Thì có gì thì em suy nghĩ. Em gái đáp lại đi, hát lại đi. Em gần đây thì em cũng thích nghe một bài hát của Đức Phúc, bài Ngày Đầu Tiên. Em chỉ thích cái, nghe cái câu hát là dẫu anh không là chàng hoàng tử trong mơ, nhưng anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa. Dạ, hy vọng sau này thì em cũng muốn anh giống như cái lời bài hát Ngày Đầu Tiên. Chào cô gái. Được rồi. Rồi, về vị trí thôi các bạn. Được rồi đó. Nãy giờ các bạn đã nói chuyện qua cái hàng rào tình yêu này. Các bạn cũng đã trò chuyện đối diện với nhau. Chúng ta đã cùng nói lên quan điểm của mình, cùng nắm tay nhau, cùng nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem mình bấm nút hay là không bấm nút. Bấm hay không là quyền của các bạn. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bên tay trái á, Hoàng. Rồi, ngồi sao bấm khổ vậy? Đó. Hãy suy nghĩ cho kỹ.
các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hình như là có bạn đã bấm rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Thế. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đã. À, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Để nói lên trái tim bằng ấy, ánh mắt bằng ấy đã hướng về nhà gái. Bây giờ là có anh đại diện ở đây, nhưng mà ở nhà ba mẹ của bạn Lan đang xem. À, Hoàng có thể nói là thưa hai bác, hôm nay con xin phép hai bác cho con làm quen, tìm hiểu Lan. Và nếu được thì con sẽ hứa gì với hai bác đó, với gia đình đó. Nào nhìn thẳng máy mà nói. Thì hôm nay cảm ơn chương trình thì đã cho con cháu hiện với Lan thì đã thành đôi. Thì cháu thì với Lan thì sẽ cùng nhau tìm hiểu tiến tới và cháu hứa sẽ chăm sóc Lan. Nói với anh vài câu đi.